Hello anh em, chào buổi sáng nha anh em. Đây CBR 1000 nha, bản ghép son. Rồi cho mọi người nghe tiếng bo ha, để dắt ra ngoài cái đó. Nghe nha. Thank you.
trái luôn ơi. Ra ngoài đó ăn sáng luôn đi. Dạ. Đi chưa ăn gì không? Chưa, em chưa ăn sáng. Ăn chưa? Chưa. Nè. Ủa, nhập mấy giờ đó ra anh? Nhập chắc 8 giờ, 8 rưỡi gì đó. Để có đi xe của anh ra luôn hả? Chắc vậy. Dạ. Lấy là vậy em lấy.
nhật nắng đẹp ha, nhật tuần nào cũng nắng đẹp á. Tôi đưa mọi người đi vòng vòng chơi với mình nha, giống như nãy mình nói là mình sẽ đi Asala chơi và bây giờ mình sẽ như vậy ha.
đông quá. Thôi đi rồi kìa đúng không? Đi mà. Bây giờ vô không? Nhưng mà ở ngoài hết bạn rồi. Mình nếu mà mình vô thì mình gọi phía trong. Muốn ra đây hả? Muốn ra đây ra ngoài ngồi. Thôi thôi. Chứa là ngồi nhìn ra ngoài mà. Anh em mình thì dễ lắm mọi người. Không có chỗ này thì ra chỗ khác ngồi. Và cũng hạn chế ngồi những cái chỗ đông đúc lắm mọi người. Có chỗ nào thì ngồi cho nó, còn không thì ra lại đường ngồi. Không thì vô xe cô cây hoặc là mini stop mua nước xong mà ra ngồi uống. Đó, đơn giản vậy thôi. Chỉ là để ngắm xe rồi nói chuyện sau một tuần làm việc thôi mọi người. Chỉ có một cái gì đó. Cái gì Tây Nguyên. Mà Trung Nguyên thì giá không được ngon cho lắm. Giá cũng như Trung Nguyên. Dễ hả? Cho nên không ai uống hả? Ha ha ha.